Rồi, hello, chào các bạn ha. Thì chúng ta sẽ rời cái khu du lịch biển Đá Vàng. Video trước giờ này là đúng 12 giờ ngọ rồi các bạn, 12 giờ trưa. Chúng ta sẽ đi về thành phố Phan Thiết, đi tiếp tục đường ven biển, quay cảnh ven biển cho các bạn coi đây. Đây vẫn là đường tỉnh lộ các bạn, đường DT719, khu này gọi là khu thôn Kê Gà, xã Tân Thành, huyện Hàm Thuận Nam của tỉnh Bình Thuận. Từ đây về thành phố Phan Thiết khoảng 25 cây nữa. Cuộc sống của người dân vùng ven biển đây, mua bán và đánh bắt thủy hải sản, không phận sự miễn vô khu du lịch thế giới xanh rồi phá sản luôn. Blue World Resort, đại lý bưu điện năm xưa một thời. Đây cảnh ven biển, bãi biển Tân Thành các bạn, thuộc khu vực huyện Hàm Thuận Bắc của tỉnh Bình Thuận, biển Bình Thuận. Đây bên trái là hàng loạt những căn nhà dân còn đang sinh sống tại khu vực ven biển Tân Thành. Đây bên phải là những khu resort xây dang dở bỏ hoang luôn. Minh Ngọc Resort. Wow, 12 giờ trưa, giờ ngọ luôn. Khung cảnh biển xanh cát trắng, nắng vàng, đúng như trong thơ ca luôn. Thổi mát, mát lạnh luôn, có hơi lạnh, có hơi lạnh luôn. Wow, một chiếc 72 Vũng Tàu, hai cặp vợ chồng đi, mô tô phân khối lớn. Đây cảnh biển. Bãi biển của Việt Nam mình trải dài tổng cộng là khoảng 3.260 cây, từ Móng Cái về đến Cà Mau các bạn. Riêng cái miền Trung này là chiếm hơn một nửa rồi, trong tổng 28 tỉnh trên 63 tỉnh, đường biển đi qua 28 tỉnh các bạn. Thì trong đó miền Trung chiếm hết 50%, một nửa rồi là 14 tỉnh từ Thanh Hóa về đến Bình Thuận. Bắc Trung Bộ là từ Thanh Hóa cho đến Huế là 6 tỉnh. Rồi từ Đà Nẵng về đến Bình Thuận là 8 tỉnh, nữa là 14 tỉnh. Miền Trung tổng cộng có 19 tỉnh các bạn, luôn 5 tỉnh Tây Nguyên nha. Đây Phan Thiết còn 25 cây. Wow, khung cảnh tuyệt đẹp. Oh,
từ trên đồi chạy xuống đường ven biển đây. Wow, quá đẹp luôn. Bây giờ mới xây cái dàn bờ kè này nè, mới thải đá xuống. Trời ơi, có khu du lịch biển sinh thái đá vàng. Trời ơi, tạo một cái sân khấu nhìn ra biển luôn. Một bên là dãy đồi cát ha các bạn, này là đồi thôi chứ không là núi ha, đồi cát. Nói về Bình Thuận, Ninh Thuận, cát, nắng và gió. Wow, 12 giờ trưa cảnh lên rất là đẹp. Mùa này là mùa gió bớt cho nên gió rất là mạnh và sóng rất là mạnh nha các bạn. Đó, và bên này là hai bên là những khu nghỉ dưỡng, khu resort từ 3 sao, 5 sao, đầy đủ hết. Cái gà restaurant đồi núi cát, cát đá, cát đất đỏ các bạn, nó có màu đỏ. Đứng đây quay cảnh biển cho các bạn coi nè, rất là đẹp. Còn phòng luôn, liên hệ Mr. Bình. Rồi có gì mình quay ở trên cao cho các bạn coi cảnh biển. Thank you.
Rồi tiếp tục thôi các bạn. Ồ, vàng bông giấy quá trời đẹp. Trời ơi, những bông ga lâu nhìn xuống view biển bỏ hoang mấy năm luôn. Trời ơi, cảnh rất là hoang tàn. Giờ chỉ còn là những bảo vệ, những người trông coi. Rock Water Bay cũng còn có khách đó, cũng còn có khách. Wow, trước mặt chúng ta là khung cảnh tuyệt đẹp, bãi biển Bình Thuận từ trên đồi đổ dốc xuống, không còn gì bằng, cảnh đẹp hơn. Giữa trời chưa nắng, biển thì xanh, cát thì trắng, và nắng thì vàng luôn, vàng cháy da luôn đó. Wow, ghé đây quay cho các bạn coi một chút, hưởng không khí gió biển. Bãi biển tuyệt đẹp, sóng đánh rất là mạnh, do rơi vô cái mùa gió bấc tại khu vực Bình Thuận. Mùa này đi thì nắng nhưng mà rất là đẹp, cảnh thì không chê được được. Tiếp tục lên đường, những quán ăn. Sản lẩu cá bóp luôn, sơn thủy quái. Bên kia là những đồi núi cát, phía bên này đối diện là mặt biển. Không có gì để chê hết. Trời ơi, ơi, căn nhà hay là nhà hàng, nhà nghỉ, khách sạn vậy? Lưu xeo linh, cánh bờm xanh. Ôi, những resort. Còn chủ, còn khách. Xen lẫn những chỗ đã bị bỏ hoang, nằm kế những chỗ còn kinh doanh, pha trộn cảm xúc lẫn lộn. Trời ơi, những căn nhà bỏ hoang xây xong tiền tỷ xong rồi không kinh doanh luôn. Con đường đi ngang qua khu rừng dương, trời ơi, cây cối mọc không nổi luôn, trái đen luôn. Những căn nhà hoang à. Cầu Suối Viên, có một cái con suối từ ở trên núi, những đồi núi cát chảy xuống, thiên nhiên ban tặng cho cái dòng nước ngọt. Trời ơi, những đại ca xây bít hết bức tường này, em không thấy đường, quay cho bà con coi cảnh view biển
Trời gì đây, Texas luôn. Trời ơi, Texas Corner Resort. Từ bên Mỹ, Việt kiều Mỹ đầu tư luôn. Những nhà hàng, quán ăn tan nát luôn. Hàng loạt các resort bỏ hoang. Vừa chuyên về dùng biển mà sống còn không nổi nữa, mấy cây dừa lùng này chịu gì nổi trời. Thua rồi đó, những đồi núi cát. Tiếp tục nhìn view biển, ngắm biển, gió thổi lên mát, có hơi lạnh luôn á, đã thiệt, đi không cảm giác một chút nắng gì hết. Ơi, căn nhà gỗ, nhà sàn nhìn hoang phế vậy. Dàn cây bông giấy đỏ rực quá trời đẹp. Rồi đâu đó có cái bờ biển vàng hotel quá hấp luôn, mới xây à, một cái công ty tư nhân tên Thảo Kim Ngân chịu đầu tư dữ. Đồi Sứ Resort ơi, khung cảnh không có một bóng người luôn, không biết còn hoạt động hay không. Những căn nhà bỏ hoang mà thật là tệ hại, thảm hại. Ngành du lịch của tỉnh Bình Thuận thê thảm luôn. Đây chặn hàng rào lại rồi, Sài Gòn Suối Nhum chính thức là không có người đó. Trời ơi, cảnh hoang tàn chết sức luôn. Ngã ba Suối Nhum, đây có một cái dòng suối gọi là Suối Nhum đổ ra biển ha. Cảnh trên cây cầu có dòng suối từ trong những cái ngọn đồi cát đó chảy ra, bây giờ nó khô cằn luôn, nó không còn một tí suối nào hết, không còn một miếng nước nào hết. Đây một cái con suối nó còn có tí xíu như đây nước à. Nước thiên nhiên nó rất là trong các bạn.
Rồi tiếp tục mình bay ở trên cao cái khu này cho các bạn coi nữa, chiêm ngưỡng khu ven biển của tỉnh Bình Thuận ha. Đây các bạn, đây là ranh giới hành chính của thành phố Phan Thiết rồi ha. Vậy có nghĩa là chúng ta đi hết cái huyện Hàm Thuận Nam rồi đó. Vô cái khu này là thuộc thành phố Phan Thiết rồi. Tỉnh Bình Thuận có một thành phố đó là thành phố Phan Thiết và một thị xã đó là thị xã La Ghi. Từ đây mà vô trong trung tâm của thành phố Phan Thiết là hơn 10 cây nữa. Khung cảnh tuyệt đẹp, tài xế mát quá ghé ngủ luôn à. Hai bên đường là hệ thống cây tràm, quá là mát luôn. Trời ơi, tiếp tục là những cái resort bỏ hoang, hàng lo các resort bỏ. Rồi núi cát,
Gió thổi lên mát quá. Đây chúng ta vô ngay khu dân cư, những căn nhà vùng biển năm xưa đây ha các bạn. À, cũng được lát gạch men rồi đó, mình sẽ kiếm một căn nhà đặc trưng của vùng biển cho các bạn coi. Ô, khu dân cư trong nhà sửa chữa khang trang mới lại hết rồi. Đây căn nhà này năm 2000, là xây năm 2000. Nhận đất theo yêu cầu, ra đường này quy hoạch rồi. Thôn văn hóa xã Tiến Thành, thôn Tiến Phú các bạn, thôn Tiến Phú của xã Tiến Thành nè. Cơm niêu ven sông. Đây những căn xã Tiến Thành, khúc này là xã ta. Ôi cái căn resort villa này ra quá đẹp không. Đó, những căn nhà vùng biển nè, nhà bỏ đi lên Sài Gòn đi lên Sài Gòn hết rồi. Đây những căn nhà vùng biển là xây cái dạng gạch này nè các bạn. Đây đó, bức tường nè. Ồ, đi đâu cũng gặp chùa, chùa quá trời luôn nè. Đây căn nhà cũ đời cổ năm xưa, những căn nhà ven lấy biển. Rồi đâu đó có đại gia mua miếng đất ở biển, ở ven biển rồi. Đây, nhà này khá giả nè, nhà khá giả của vùng biển đó. Nhà cửa ba gian luôn ha, đây nè. Nhà ba gian luôn. Shopee Food đâu chạy vô trong này dữ người ta. Giao thức ăn Shopee Food từ trong thành phố Phan Thiết mà ra tới đây luôn. Thôn Tiến Phú, xã Tiến Thành, thành phố Phan Thiết, đường Lạc Long Quân các bạn. Đường Lạc Long Quân, căn nhà trên lưng tựa núi, mặt hướng biển, phong thủy quá đẹp luôn, nhưng mà không thấy ai giàu có. Rồi những căn nhà đập bỏ hoang luôn rồi. Khu này chắc đang đền bù giải tỏa hay gì các bạn. Đây những căn nhà khá giả của dân vùng biển. Bãi biển Hàm Tiến, Hàm Tiến, Hàm Tân, Bình Thuận, đường Lạc Long Quân. Ờ đó, mùa sạt lở là sạt lở từ trên núi xuống á, đất sình nó dâng lên các bạn, đất đỏ. Con đường này đi ngang cái mùa mưa đó là nguy hiểm lắm. Nhà thờ Công giáo Tiến Thành. Khung cảnh hai bên đường, trên đường Lạc Long Quân, đường ven biển, cũng là đường DT719 kết nối giữa thị xã La Ghi về đến thành phố Phan Thiết. Tổng cộng là khoảng 60 cây. Đó.
sống của người dân vùng biển. Chỉ có nắng và gió, nắng và gió, nắng và gió vẫn vạn tân thành đội gì đó. Tiếp tục lại được ngắm biển. Đây, những đoạn ven biển cuối cùng các bạn. Đến đoạn trên là phải quẹo trái đi vô thành phố Phan Thiết rồi. Không còn cảnh ngắm được biển nữa. Rồi gần đến thành phố Phan Thiết, mình quay cho các bạn coi. Đến ngay chỗ thành phố Phan Thiết ha. Vạn Thạnh Bình, xã Tiến Thành. Đây, cuộc sống của người dân vùng biển, xã Tiến Thành của thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Đoạn khúc này là đường Âu Cơ, thuộc xã Tiến Thành của thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận à các bạn. Đấy, đoạn đường này nó chia làm hai tên đường ha, một đường Lạc Long Quân và vô gần đến thành phố Phan Thiết thì đổi tên là đường Âu Cơ. Đây, trên đỉnh đồi chúng ta nhìn thẳng xuống dưới khung cảnh toàn bộ thành phố Phan Thiết. Như vậy là chúng ta sẽ ghé thành phố Phan Thiết và ở lại thành phố Phan Thiết. Các bạn nhớ bấm like và chia sẻ video giùm mình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.